Xin chào tất cả mọi người nha. Thì đây là tay vả ở ngoài Huế nè mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món là vả trộn tôm thịt. Thì vả là mình cắt đứt đi và mình cắt đôi ra như thế này nha. Sau đó thì mình sẽ đem đi luộc. Mình cho vào đó một ít muối sống và một vài lát chanh để cho vả được bớt chát và cái màu nó trắng hơn. Thì mình luộc khoảng 15 phút. Sau đó mình lấy đôi đũa, chiếc đũa mình xuyên qua. Thì đấy, thấy nó xuyên qua nó dễ dàng rồi là chín rồi đó mọi người. Sau đó thì mình cho ngâm nước cho nó hết nóng. Sau đó thì mình sẽ dùng dao và mình gọt vỏ. Thì cái vả này mình luộc để nước sôi như vậy, mình luộc trong vòng khoảng 15 phút á. Rồi mình biết muốn biết chín hay chưa thì mình lấy chiếc đũa mình xiên qua, mà xiên qua nó dễ dàng á thì khi đó mới chín nha mọi người. Luộc cũng là khá là lâu. Luộc mình cho muối với chanh vào á, muối thì do là cho cái vả nó đỡ chát, còn chanh thì cho làm cho cái màu vả nó được không bị đen. Sau đó thì mình cố gắng thái thật nhỏ nha mọi người. Mình thái càng nhỏ thì lát mình trộn thì nó sẽ dễ thấm gia vị hơn. Và cái món này thì vả nó, miếng vả nó nhỏ thì ăn nó ngon hơn. Sau khi mình thái xong rồi mọi người, thì do là bản thân cái vả này nó có nhiều nước và chát nên mình sẽ dùng tay mình vắt bớt nước đi để cho nó khô, lát mình trộn cho nó ngon và bớt nước đi thì nó sẽ bớt chát hơn. Cũng mình vắt vừa thôi các bạn, chứ không cần là nó mạnh quá đâu. Đó, như vậy là được rồi. Đây là thành quả sau khi mình vắt xong này mọi người. Thì mình sẽ cho vào nó một ít là bột nêm. Mình sẽ cho gia vị vào mình trộn trước khi mình lắp xào đó mọi người. Mình cho thêm một ít muối nữa. Và một ít bột ngọt. Đặc biệt là mình cho ít đường để cho nó dịu cái vị lại. Sau đó mình trộn đều để lát mình xào nha mọi người. Còn đây là mè nè, mình rang cho vàng để lát mình cho vào vả. Còn đây là mình rang đậu phộng nha mọi người. Xong thì mình sẽ luộc vỏ và đập cho nó nhỏ bớt rồi cho vào vả sau. Còn đây là cái số rau thơm mình đã chuẩn bị nè. Thì trong này là gồm có là rau răm, rau húng lủi và rau húng thơm, hay còn gọi là rau thơm á. Thì món này đặc biệt là phải rau thơm nhiều đó, mấy cái loại rau nhiều để lát mình trộn vào ăn nó mới thơm mới ngon. Thì mấy các loại rau này á thì mình cắt nhỏ, nhưng cũng đừng có nhỏ quá nha mọi người. Rau thơm này là khi nào mà chín rồi mình mới cho vào, chứ đừng có cho vào khi nấu thì nó sẽ sệt nhanh đó. Trong khi đó thì mình sẽ cho tỏi vào phi để mình
xào cái thịt ba chỉ và tôm này nha mọi người. Để lát mình xào chung với lại vả cho ngọt đó. Thì thịt ba chỉ thì mình cắt nhỏ thôi, cắt mỏng. Còn tôm thì mình cũng luộc sạch vỏ và cũng cắt mỏng thôi mọi người. Tại vì đặc biệt món này là thịt với tôm mình cắt nhỏ ra. Tại vì bản thân cái miếng vả thì cũng nhỏ rồi nên cắt cái nhỏ này thì ăn nó ngon hơn, đúng vị hơn. Thì mình sẽ xào cho nó chín. Rồi lát nữa mình sẽ thêm một ít nước thôi nha mọi người, đừng khô quá. Cũng đừng có nhiều nước quá. Thì sau khi ba chỉ và tôm này mình đã cắt nhỏ rồi thì mình ướp với lại hành lá, một ít muối và bột ngọt thôi, đừng có cho nước mắm nha mọi người. Cái món vả trộn tôm thịt này thì mình sẽ không cho nước mắm vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ xào vả này mọi người. Thì mình cho tỏi vào cho nó thơm nha. Món này xào nên là mình cho tỏi nhiều vào cho nó thơm. Tiếp theo mình cho vả mà hồi nãy mình đã trộn gia vị đó vào xào. Mình xào một thời gian cho đến khi nó chín là được. Tiếp theo thì mình cho cái phần thịt ba chỉ và tôm hồi nãy mình vào để mình trộn chung với vả nha. Thì ngang này mình xào cho nó đều với nhau thì cho nó thấm, thì mình sẽ nêm nếm lại cho nó vị nó vừa ăn nha các bạn. Món này thì mình nêm nếm nó nhạt nhạt xíu thôi, đừng có mặn quá. Tại vì món này thường là mình ăn không nên là mình nấu cái vị nó nhạt nhạt thôi. Đó, mình cố gắng trộn đều cho nó thấm đều cho nó ngon nha mọi người. Món này nghe thì nó dễ chứ làm cũng nhiều công đoạn, công phu lắm mọi người. Thời gian chế biến nó cũng khá lâu. Đó, sau khi chín rồi thì mình tắt bếp. Mình cho cái mè hồi nãy mình rang chín vào này. Rang vàng vàng là được. Đó, mình cho mè vào. Sau đó là mình cho cái đậu phộng mà hồi nãy mình giã vỏ. Giã nhỏ vào. Sau đó thì trộn đều lên. Thì mè với đậu phộng sẽ có mùi vị bùi bùi, lát nữa ăn rất là ngon. Mình trộn đều, sau đó là mình sẽ cho cái rau thơm mà mình thái nhỏ hồi nãy vào á. Rau thơm này các bạn cố gắng
cho nhiều nhiều vào nha. Thì cái món ăn nó mới đúng vị được, có rau thơm vào nhiều thì ăn nó mới ngon và nó đỡ ngán. Mình thấy tắt lửa đi, mình mới cho mấy cái thứ như là vừng, đậu phộng với rau vào thì nó mới vừng và đậu phộng còn giòn, và còn rau thì nó sẽ không bị chín quá. Sau đó mình múc ra dĩa và thưởng thức thôi. Tại vì nhà mình có con nít nên là mình không có ăn cay được. Còn nếu mà món này đúng á, là mình phải cho thêm, khi xong mình phải cho thêm hạt tiêu vào và ớt sắc vào nhiều thì nó mới ngon, với là cái màu đẹp hơn. Thì đây là thành phẩm sau khi xong này mọi người. Món này thì mình sẽ ăn với bánh tráng nha, ngoài Huế mình gọi là bánh tráng á, ăn xúc kèm với lại cái vả trộn tôm thịt này.